không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Chim Tử Luân. Ủa, sao cô lại tới đây? Chờ anh xem tan ca, thấy anh đang ngồi đây qua chào hỏi vậy thôi. Tôi nghĩ chắc là cô phải chờ hơi lâu. Chú Etren và anh xem đang bàn công việc. Không có sao. Sau khi tôi chuyển xuống mặt đất, thời gian rảnh quá, không biết làm gì đây. Nếu được như cô thì hay quá. Làm gì mặt mày nhăn nhó vậy? Nhìn buồn lắm hả? Đúng, buồn đến giống như siêu nhân xí mũi khô. Nếu được làm siêu nhân thì tốt rồi. Một mặt đi làm, mặt kia thì đi cứu thế giới, và có thời gian hẹn hò bạn gái. Tôi chỉ muốn thực hiện hai điều mộng tưởng, nhưng mà thì lại khó quá. Có phải vì quá tham lam không? Nếu như anh lo không xuể thì từ bỏ một thứ trong đó đi. Chưa kiên trì đúng mức mà từ bỏ, tôi không cam tâm. Nếu như muốn tiếp tục kiên trì thì phải cố gắng lên. Giống như tôi vậy nè, chưa có kết hôn đã giúp bạn sinh con cái rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi khờ, nhưng tôi đều không thể nghĩ quá nhiều nữa, không thể hoài nghi quyết định của chính mình. Bất luận gian khổ mấy tôi đều phải tiếp nhận, vì đã quyết định rồi, không thể quay đầu lại. Cảm ơn nữ hiệp chỉ điểm, tôi lại nợ cô thêm một ân tình. Muốn báo đáp tôi phải không? Hát cho Bảo Bảo nghe một bài đi. Hát một bài? Ngay chỗ này. Tử Luân, gương mặt thật dễ thương, bụng bầu bự như mấy bà bầu, cái eo tròn tròn, cái eo toàn là mỡ, giống như con cá heo dễ thương. Rất tuyệt, rất tuyệt. Ankle. Sao hả? 2 phút 3 giây. Thành tích nhanh nhất của em là 1 phút 48 giây. Bây giờ luyện tập chí ít có thể đạt được 1 phút 57 giây. Không sao, vừa mới tập luyện lại, cần thêm một chút thời gian mới luyện tính được. Tôi sẽ cố gắng hết mình bơi ra khỏi thành tích trước kia. Thế nào, nguyên lý cơ bản gì phi cơ? Cái chuyện này em không nhớ. Không biết là tại sao hôm nay cái gì cũng không nhớ. Cô một mặt ăn, một mặt học bài, máu huyết đều đến bao tử hết rồi, không có lên não được thì không nhớ được rồi. Đạo lý nhiều như vậy, căn bản chính là anh. Em nhìn thấy anh thì cái gì cũng không nhớ. Xin đừng có lời biến nữa. Cô bình thường siêng năng thì không cần phải ôm chân Phật rồi. Đồ đạc đổ lên máy tính hết rồi kìa. Vậy anh là một Phật đầu to của em hay hơn. Em ôm chân của anh là được rồi. Ý Ê, hồi đi đi anh... Nằm lăn ra đó làm gì, lười biếng như vậy, ngồi về học bài đi. Ê, chứ mày đất bùn cô làm gì vậy? Đúng là đất bùn không đỡ được tường. Sao hả? Không cho người ta ôn bài đến rung đùi sao? Ôn bài mà cũng ôn đến rung đùi hay sao? Cô thật sự rất giỏi dùng sức và rất dưỡng. Nè, đừng dịch phong, cái gì cũng mà hỏi tới cùng. Anh muốn sao hả? Đừng ôn nữa. Tiểu thư niên khi ôn tập mệt như vậy rồi, cần nghỉ ngơi một lát đi. Làm gì mà nôn nóng. Vậy để đại sư huynh dạy cô phương pháp ôn bài. Anh cũng biết. Nhồi nhồi bóng ký ức pháp, còn gọi là diệt phong ký ức pháp. Năm xưa tôi đã dùng chiêu này một ngày thuộc 4 phần. Giảng nghĩa hoạch ra trọng điểm, sau đó dán giấy bút ký đều dán lên tường, một mặt vừa đi vừa học, một mặt ném banh. Ném tới chương nào thì đọc thuộc trọng điểm của chương đó. Vừa đi vừa chơi, vừa chơi vừa học, rất dễ nhớ. Tốt đó, đặc sắc. Chiêu này có thể dùng để nói với Jim. Anh đi nói với ảnh đi.
Ờ xong rồi, ở trong bếp có canh ngọt được. Cảm ơn anh Sam. Nè, cô đừng cứ cho rằng cô là bà bầu, mọi người đều phải nghe lời cô sai khiến. Anh hai, múc thêm chén cho em. Dạ tiên sinh, dạ chào em. Em giúp anh một tay. Nấu xong còn phải mang ra cho họ dùng nữa, thiệt là. Sam, anh sao vậy hả? Giờ rồi còn đá em một đá nữa. Tôi đâu có biết họ đột xuất trở về chứ. Anh sợ bị người ta nhìn thấy cũng đâu cần đá em chứ. Thành thật xin lỗi nha. Mà kệ. Vậy nếu như em thi đậu, anh phải tặng phần quà lớn bồi thường cho em. Tại sao lại như vậy chứ? Đúng ra cũng nên tặng quà thật là ý nghĩa cho tôi mới đúng đó. Có phải hay không? Anh làm thầy thì có thể cổ vũ học sinh mà. Ok, cứ muốn tôi khen cô ra sau đi. Để em suy nghĩ coi. Nghĩ ra rồi báo cho anh biết. Từ từ nghĩ đi. Xảy ra chuyện lớn rồi, mau qua đây xem. Cái gì vậy? Jayden xảy ra chuyện. Cái gì? Jayden? Vùng phụ cận của miền Tây Nam nước Anh xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng trên núi. Có rất nhiều người bị kẹt trên đó. Một chiếc trực thăng cứu thương đang làm nghĩa vụ thì bị mất tích. Phi công chứng thực là phi công trưởng hàng không Thiên Trung Cố Hạ Dương. Đừng gì Phong à, em xem coi Hạ Thành có biết chuyện này không. Hạ Thần đâu? Ê, có ngồi bên kia kìa. Sau khi biết cố cơ trưởng đã xảy ra chuyện, một tiếng cũng không nói, không khóc không la, chỉ một mình ngồi đằng kia. Tôi muốn bói cho đại ca một quẻ, đại ca cũng không chịu. Đương nhiên, dạng nhất sự thật bói ra cái tình cố có chuyện. Cầm mỏ quà của anh lại, nói chuyện xui xẻo. Ê, cái mỏ của anh càng ngày càng tệ đó. Để tôi qua xem cụ. Thì cũng giống như bảo vệ được anh của mình. Bây giờ em rất hối hận đã nhận lại ảnh. Bởi vì em không muốn mất ảnh lần nữa. Anh biết em chờ anh trở về. Anh nhất định sẽ trở về. Cho anh ở đây bầu bạn với em được không? Holly đi. Sao vẫn còn chưa ngủ? Giữ nguyên trạng thái tốt nhất mới là một phi công có trách nhiệm mà. Được rồi, em đi ngủ đây. Cái này.
ta sao lại ngủ không được hả? Có thể là ngày mai thi rồi cho nên có chút lo lắng, bởi vì ngủ không được. Hey, hay là tôi hỏi bài cô nha. Nhưng mà cô không cần phải mở cửa, năm đó trả lời tôi được rồi. Hả? Khuya vậy còn muốn hỏi bài? Hiện nay giao thông hàng không càng lúc càng bận rộn. Chúng ta ngoài trường có GPS, định vị toàn cầu, còn có máy chuyển phát nối liền giữa phi cơ. Tôi muốn hỏi cô còn có thứ hệ thống nào khiến cho phi cơ không va chạm vào nhau hay không? Có hệ thống nào giữ cho an toàn tuyệt đối? Không biết là cô trả lời được không? Còn có hệ thống Traffic Alert và Collision Avoiding System, giao thông cảnh báo, cấp bị ngăn ngừa va chạm. Cái hệ thống này sẽ thăm dò phụ cận có phi cơ hay không. Nếu như trong thời gian ngắn mà tính toán được có thể sẽ gặp phải va chạm vài lần mà nói thì sẽ phát ra giao thông cảnh báo. Như vậy thì có thể nhắc nhở với phi công để họ khống chế lên xuống độ cao ngăn ngừa va chạm. Tôi muốn nói cho cô biết tại sao phi cơ lại cố hết sức bay theo tuyến có bờ biển. Tại vì có thể có sự khẩn cấp ép phải hạ cánh, vậy thì phi cơ có thể hạ xuống trên mặt biển, tương đối an toàn hơn. Cũng phải, thật ra bình thường chúng ta điều khiển lái mô phỏng mới xảy ra tình trạng vậy thôi. Có nhiều hệ thống an toàn như vậy, theo như căn bản thì đâu cần sợ. Try to stop the clock from turning. Every day we keep on learning. There's a better way for us to be. We are young and open-hearted. We can't stop the change has started. Make the world a better place to be. Stop the clock and think about it. We are young and we can shout it out. Make the world a better place to live in. A better place. Good night. For you and me. Wow, sắc mặt của anh thì là kém. Hồi sáng bị sốt, hình như bị cảm nhẹ. Phát sốt, có thể nặng có thể nhẹ mà. Tôi nghĩ chắc không có gì, uống vài thang thuốc sẽ hết. Làm ơn cho hai ly cà phê. Nhưng bình thường anh rất là ít bệnh, mà bệnh thì rất là nghiêm trọng. Cáp Thành Đường và Holiday mà. Tôi biết, tôi không muốn Cáp Thành Đường nhìn thấy tôi đang bị bệnh, rồi anh không cho tôi thi. Vậy thì đừng uống nữa. Đi mau, thôi không cần, cảm ơn. Làm ơn cho tôi xin miếng khăn gì. Wow, cô đã ăn xong rồi à? Tôi tưởng là cô sắp thi sẽ ăn không vô chứ. Em phải làm tới 4 phần đề thi. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút chứ, ăn gấp đôi mới có thể lực. Tán thành, ăn luôn phần của tôi đi. Thank you. Đêm qua không phải anh giúp em ôn bài rồi sao? Em đã nghĩ thông một chuyện. Chuyện gì? Nói nghe thử. Đó là phi cơ là một công cụ giao thông an toàn nhất ở trên địa cầu. Như vậy phần trăm xảy ra tai nạn chỉ có 1 phần 1 triệu thôi. Cộng thêm kỹ thuật rất tốt của Jayden, em cảm thấy anh không có chuyện gì. Dù sao không ăn thứ tôi dạy cho cô trả lại cho tôi, vẫn còn nhớ được những thứ tôi dạy. Được rồi, cứ yên tâm đi. Thank you. Tiếp tục ôn bài. Oh yeah. Nè, 2 ly cà phê sữa từ của cô. Wow, cái ly lớn quá vậy. Hôm nay tới cô thi, ráng lên. Thank you. Nhưng mà cấp tên đường đâu có cần thi. Sao ly cũng lớn vậy? Tại vì tôi dạy cho cô còn cực khổ hơn là thi đó. Bởi vì cô là bạn gái của Isaac đó mà. Mà Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thế nào? Cái thằng cố không sao chứ? Michael. Không sao thì tốt. Mưa sông trời trong. Yes. Đêm qua tôi dùng bà tháp lạ bói một quẻ, cũng nói là gặp hung quá cát. Mã hậu pháo, đêm qua sao không nói sớm? Không thể nói. Đã không hết sợ. Chuyện hết chuyện. Cảm ơn anh đã ở với em suốt đêm. Được hết sáu. Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn sáng? Được, tới quyên đi. Không được, thứ ăn sáng của công ty có gì ngon? Ít khi được vui vẻ như hôm nay, hay là uống trà điểm tâm? Được, anh mời nha, không thành vấn đề. Anh không có sáu chút nào. Ê, tôi không để ý đâu. Cảm ơn nha. Đi đi. Nè, mọi người mau đi thay đồ đi. Hả? Nè, mau đi, mau đi, mau. Em không muốn đi. Tại sao lại không chịu tới Wings?
Anh sợ em tới đó gặp được Châu Y sẽ khó xử à? Anh ngày nào cũng đến, nếu như hôm nay không đến, cô sẽ rất là thất vọng. Tình cảm không phải đồ chơi, không muốn lấy thì có thể không lấy. Nhưng anh hy vọng em không nên để cho người khác. Ok. Là nhẹ các người luôn. Em cảm thấy thành tích không có tệ. Có phải nên mời em ăn đồ ngon không? Có phải là cô mời tôi đi ăn phải không? Nhưng không phải ăn mà là xem cái gì. Chây định, ảnh không sao? Khắp nơi đều dày đặc khói. Hình như là che mắt lại mà bay. Tôi còn tưởng không có quay về được nữa. Trong lúc mà tôi cảm thấy không có thể cứu vãn được nữa, đột nhiên tôi nhớ tới một cô gái cùng bài chung với tôi. Cảm thấy là cô đang chờ đợi tôi. Cho nên tôi đã trở về. Anh thấy không sao? Cái anh chàng này cũng thiệt. Đến đâu cũng tỏ ra mình đẹp trai. Nhất định sẽ rất nhiều cô gái chết vì ảnh. Không sao thì tốt. Đại nam mà không chết, tôi có diễm phúc. Nè đi ăn đi. Ok. Khí hậu tốt như vậy không có cần lấy nhiều xăng chứ. Ở Dương Quý có thể phải xếp hàng để hạ cánh, lấy nhiều chút tốt hơn. Nói nghe cũng phải. Ủa, là các người à? Anh hôm nay là phi công định kỳ xét hoạch lãi cuối cùng của cơ trưởng. Chúng tôi hai người cộng thêm Bảo Bảo cổ động giúp anh. Kép tên huấn luyện giai đoạn 5 khó thi như vậy anh đều thông qua. Vậy đâu có làm gì khó được anh. Thả lỏng một chút người anh em. Ông trời đôi khi thất thường, con người nhiều khi cũng vậy. Anh cũng đã thi tới 2 lần mà. Anh nói cái gì? Sát muối gì vết thương của tôi. Sorry. Hỉ các cũng tới tiểu rồi một đoạn à? Cái gì mà tiểu một đoạn? Sát muối vết thương của tôi. Xin lỗi. Hỉ được quan hiếp đàn em. Tôi nghe được tin hình như xét kế hoạch viên của anh là cơ trưởng Đài Loan mới đến. Chỉ cần người sát hạch không phải là anh xem thì tôi sẽ không bị áp lực. Tôi nói xin với chào anh tôi. Mọi người, đã lâu chúng ta không gặp. Captain. Lâu rồi không gặp. Người anh em, không biết là anh có nhớ hay không, lúc anh chuyển đến công ty hàng không Đài Loan là tôi cùng hợp tác bay chung với anh. Còn bây giờ tôi là sát hạch viên của anh. Chúng ta rất có duyên phận ha. Đúng, đúng là nghiệt duyên. Thằng nhóc con rất là thú vị. I like it. Lát nữa gặp lại. Bye bye Captain. Con người của ông Dương cũng tốt lắm. Tốt được bao nhiêu? Có phải chưa có ai sát muối vào vết thương của anh không? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn hỏi anh vẫn muốn sát muối vào vết thương sao? Rồi, I like it. Uống ngụm nước trước đi. Gặp lại cái ông Đài Loan này tôi bị áp lực rất lớn. Chỉ nhắc tới nước Palace tôi nhịn không nổi phải đi toilet nè. Cả câu chuyện chính là tâm lý tác dụng của em. Là tôi đặc biệt nhắc đến để em không có cái vệt đen ảnh hưởng đến biểu hiện của em. Em có biết hôm nay là ngày quan trọng với em không? Không được. Tôi nghĩ tới nước Palace thì lại muốn đi. Đủ rồi. Lúc này chính là sự thử thách ý chí của em. Cả cơ thể bản thân cũng không khống chế nổi, làm sao khống chế phi cơ. Cô đỡ chút nào chưa? Ở đây là công ty. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Nếu kéo dài thêm một chút thì càng tốt. Tham lam. Chị đã kích thích kích tố nam của tôi nổi lên. Hormone trong tôi bây giờ đang tăng lên quá độ. Ừ.
Cực cảnh của anh không tệ. Khởi đầu tốt, chính là đã thành công một nửa. Cảm ơn. Nè, uống một ly Palace nha. Thôi khỏi, cảm ơn ông. Đừng có khách sáo với tôi mà. Nè, uống đi. Tôi không uống. Mời ông tự nhiên. Tôi sẽ là thích uống nước đó. Để tôi uống cho. Ai nói là mời anh uống nước Palace của tôi vậy? Cả chí Hoàng. Tôi mời anh uống nước Palace là vì tôi xem trọng anh. Nếu như mà anh không uống, tức là không nể mặt tôi rồi. Tôi rất tôn trọng anh, xin anh cũng tôn trọng tôi. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không uống. Đúng là đáng ghét. Lão tử ta hôm nay sẽ chơi thiệt với anh. Tùy anh, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chơi mà. Thiên Dung 223 có thể hạ cánh. Anh cảm thấy hôm nay anh đáng được bao nhiêu điểm? 100 điểm. Đúng vậy, vừa rồi rồi nguyên lộ trình rất là ổn định, một chút cũng không có rung nữa. Phải, lúc hạ cánh ngừng ngay đường trung tuyến, còn nữa chúng ta đã nhanh hơn 20 phút. Tôi tin vào sự phán đoán chuyên nghiệp của anh, xin anh cho ý kiến. Chi hết, sao giờ này lại cho ăn nữa? Đúng, phần này là có duyên cơ trưởng đặc biệt gọi cho Roy. Cái gì tôi cũng không muốn nói. Kết quả của anh chính là đó. Nhờ, có tục lệ nếu vượt qua được cuộc thi, Captain xếp hoạch viên sẽ cắm được 3 cọc trong thức ăn. Nhưng mà cũng có hợp vệ sinh như vậy, xem ra là chơi anh đó. Anh không dám ăn sao? Nói chơi à? Đâu có gì đâu. Anh còn chưa ăn xong mà. Phải uống thiệt hả? Anh mà không uống thì cút ngay. Chi bằng uống cho rồi. Tôi được thông qua rồi. Nước Palace quả nhiên là đồ uống ngon. Người anh em, anh giỏi lắm. Tôi rất thích anh. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng anh. Chúc mừng cho anh đó. Cảm ơn. Thế nào? Muốn đi ăn hay là shopping? Không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Bởi vì không có nụ hôn may mắn của chị, tôi đâu có thi đậu. Nhưng hiện giờ trong đầu óc vẫn là nước Palace. Còn dáng vẻ đáng sợ lúc em hét lên đi nhà xí nữa. Tôi nói cho chị biết, tôi của ngày hôm nay đã đánh bại ngày hôm qua rồi. Có thật không vậy? Nè nè nè, kỷ niệm ngày tôi thi đậu làm captain, cần phải chụp hình để lưu niệm có đúng không? Được rồi. Nhìn đây. 1, 2, 3. Ok, thêm 8 nữa. 1, 2, 3. Một tấm nữa.
1, 2, 3. Nè, đã nói qua rồi. Tôi đã đậu Captain. Cao Chí Quần, tôi không muốn mất đi người bạn tốt như em. Xảy ra chuyện gì? Chị bị cảm hả? Đồ thần kinh. Sao chúng ta cứ mãi như vậy chứ? Thì mình hợp nhau. Nhưng chúng ta không thể cứ giả vờ như vậy mãi. Đừng có thêm lần sau nữa có được không? Nè, Tôi biết chị nghĩ gì. Vậy thì không làm nữa. Bây giờ mình đi ăn. Come in. Captain Dương, họ đâu hết rồi? Bọn họ đã nhận giấy thành tích rồi, chỉ còn anh thôi. Thank you. Cả lớp đều đạt tiêu chuẩn, chỉ có mình anh có một môn không đạt được. Tại sao vậy? Xin lỗi Captain, hôm đi thi tự nhiên em bị cảm, cho nên đã uống chút thuốc. Trong một ngày thi tới 4 môn cho nên có chút sai lầm. Trong quá trình phi hành có một giờ gọi là nhân loại biểu hiện và cực hạn. Có nghĩa đó là thể chất con người và tinh thần con người có cực hạn của nó. Cho nên thân là phi hành chuyên nghiệp phải không ngừng điều tiết bản thân, giữ gìn thể chất lành mạnh. Anh thử nghĩ xem, giống như bơi lội vậy. Trọng tài có thế nào vì anh bệnh mà không phán anh thua? Cảm mạo không phải là cái cớ. Tôi không phải muốn diện cớ. Tôi cứ luôn ráng chịu đựng, nghĩ là có thể lo cho hai bên. No, không được đâu. Tôi không cần cho rằng tuyệt đối, tôi chỉ cần sức khỏe tuyệt đối thôi. Vì sức khỏe không phải là chịu trách nhiệm với bản thân của anh, mà là đối với cả đội, chịu trách nhiệm với tất cả hành khách. Sorry Captain Đường, là tôi đã quá đề cao bản thân mình. Tôi sẽ sắp xếp lại thời gian để không ảnh hưởng tới ôn bài và luyện tập. Mong là anh cho tôi thêm một cơ hội. Jim à, tôi có thể sắp xếp cho anh cuối tháng thi lại. Sau khi thi xong thì có thể cùng với các bạn tiếp nhận huấn luyện qua hai. Nhưng mà thời hạn rất là gần so với thi đấu của anh. Không sao, qua một việc thì học thêm một kinh nghiệm. Tôi có lòng tin tôi có thể cùng với bạn bè huấn luyện khóa kế tiếp. Tôi hy vọng là anh sẽ qua được, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của anh. Bản thân của anh phải trân trọng. Dạ biết. Ok, tốt rồi, đi đi. Cảm ơn Captain Đường. Cô đã thi được giấy phép phi công dân dụng thì lòng của cô đã vui như chim sổ lồng. Nếu như cô thi được cơ trưởng, không phải sẽ mở đại nhạc hội hay sao hả? Cũng tốt thôi. Làm ơn được hát nữa đi. Con gái mà hát ở đầu đường xó chợ, tôi không có đi đâu. Ai, thiệt là bị bạo quá. Ê, leo xuống. Làm mau leo xuống giùm tôi đi. Em không chịu. Nha, con phải nói thi xong sẽ tặng món quà cho em sao? Đây chính là món quà. Tôi không đi ăn cơm đâu, tôi phải về đi. Mà tôi cũng muốn đi. Jayden. Jayden, chào anh. Hi. Cô sẽ là nạn, anh không mà sao? Đã lâu không gặp. À phải, đã lâu không gặp. Về rồi hả? Gặp lại được cô sẽ là vui. Wow. Lần này trở về, tôi muốn tìm một đáp án cho riêng mình. Có phải các người đang yêu nhau không? Về chuyện này... Chúng tôi đang yêu sao? Nếu không phải thì tốt. Tôi đã đi nước Pháp nửa năm. Rốt cuộc đã hiểu rõ là bản thân của mình cần gì. Ok. Cho nên bây giờ tôi tuyên bố, cô Hà Niên Hy sẽ là bạn gái duy nhất của cố Hà Dương tôi. Anh muốn em trở về bên cạnh anh. Không cần tới cổ đồng ý sao?
Không cần. Trước khi em chưa có chính thức thi đạt phụ lái, sẽ không nói chuyện yêu đương hả? Không thành vấn đề. Anh cũng đã bỏ đi nửa năm, không ngại chờ thêm thời gian nữa, anh chờ được mà. Anh biết em đã vượt qua cuộc thi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cơm để mà chúc mừng? Ở không, hôm nay em đã hẹn với anh xem cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng, cho nên... Cấp tình đường, không ngại chứ? Đâu có ngại gì đâu. Thêm một người ăn cơm nói nhiệt vui vẻ hơn. Giá lại đã lâu không gặp anh, cô phải đưa Jayden đi tẩy trần chứ. Bữa nay phải cho anh no một trận mới được. Yes. Cũng được. Mình đi thôi. Let's go. Thank you. Jayden, sáng mai 5 giờ tôi phải chờ lệnh, cho nên hiện giờ tôi không thể nào uống rượu được nữa. Captain Đường, mãi mãi đều cẩn thận như vậy, một phi công hoàn mỹ. Vậy tôi với Holiday uống. Em uống nước được rồi. Em trở thành ngoan ngoãn như vậy khi nào? Tôi biết chắc là do Captain Đường đã dạy bảo. Không liên quan đâu. Em không muốn uống thì không uống thôi. Không anh liên quan tới ảnh. Ai có thể dạy bảo cô ta ngoan được như vậy chứ? Cá tánh cô ta xưa nay đều là như vậy mà. Thì anh đó, có biết không? Tôi lại thích lấy nước thay cho rượu, uống danh một ly để mừng ngày tao ngủ. Lo lắng anh lâu như vậy, cuối cùng thì anh đã xuất hiện rồi. Thank you. Cũng vì tính cách bất biến của anh và cá tánh khó trị của cô. Càng Ly, tôi không chấp nhận những gì Captain Đường đã nói. Tôi cảm thấy Holiday đã thay đổi rất nhiều. Trước kia lúc tôi cùng với cổ ở bên nhau, cổ không phải như vậy. Luyến ái lớn hơn trời, rất là thích ôm lấy tôi trên giường. Thế không phải, không phải. Anh đừng có nên nghĩ bậy. Ý của tôi nói là cổ thích nằm ôm tôi ở trên giường, nhìn lên trần nhà xem mấy tấm hình mây và biển. Jayden à, những cái chuyện riêng tư của mấy người, tôi thật sự rất sợ chia sẻ chuyện này đối với người khác. Quay đầu truyền ra ngoài lại nói là do tôi nói. Anh cảm thấy không thỏa đáng à? Tôi cảm thấy không có gì cả. Các người không phải là bạn bè tốt của nhau hay sao? Cái gì cũng nói được kia mà. Có thể là Holiday có một số việc đã không nói rõ với anh. Cô ta có một số việc che giấu tôi là đúng thôi. Chúng ta cũng đâu là gì. Mỗi người đều nên có một chút ít. Cho nên cái chuyện bên Pháp anh đã không biết được. Không phải. Cái chuyện gì ở bên Pháp? Wow, lần đó thì là điên cuồng. Chúng ta... Anh thật sự muốn biết. Không phải. Jayden, no. Em cảm thấy anh đã uống hơi nhiều rồi, hay là tửu lượng của anh đã kém hơn lúc xưa? Nói hai câu thì đã bắt đầu ăn nói lộn xộn hết. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy uống rượu và luyến ái gần giống nhau, dễ dàng khiến người mê muội, cũng dễ dàng khiến người ta loạn tính. Ok, em muốn ra ngoài hóng gió một chút. Ok. Excuse me. Được. Sorry. Cô ta vẫn là khờ khạo quá đi. Tôi phải đi vệ sinh một chút. Thiệt xấu hổ, đi ăn cơm cũng cần ra đây hóng gió. Anh thật sự cho em áp lực lớn tới vậy sao? Xem đâu. Ok, nhân lúc chỉ có hai chúng ta, Jayden, hai chúng ta thật sự đã kết thúc, ok? Bây giờ em thật sự rất là hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, bao gồm cả quan hệ với anh Sam, cho nên bữa cơm này là bữa cơm cuối. Em và Sam quan hệ thế nào? Giữa bạn bè cũng có thể tôn trọng lẫn nhau mà. Anh với em cũng là bạn bè. Giữa bạn bè ăn cơm chung cũng là chuyện bình thường thôi. Tại sao giữa bạn bè ăn cơm chung là lần cuối cùng? Mặt của em đổi như vậy, tim lại đập quá nhanh. Anh cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau nữa. Jayden, giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Chưa kết thúc. Giữa chúng ta chưa có kết thúc. Sorry. Tôi không phải muốn quấy rầy các người đâu. Tại vì vừa rồi tôi thấy hai người đã không có quay lại. Tôi tưởng là hai người đã đi rồi, và tôi cũng đã thanh toán hết rồi. Hà Niên Hy, em vẫn là thói sự bỏ quên túi sách. Em muốn đi về. Hay là tôi với anh hai người lãng mạn nha. Nói giỡn thôi. Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm. Lần sau nói chuyện tiếp. Ok, lần sau gặp. Sorry.
Thời gian không còn sớm nữa, lên trên ngủ đi. Hey 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 hey, nè nè nè, ở lại với em một chút đi, chúng ta ăn chút kem. Nè, ngồi xuống, em đi lấy. Chỉ còn một ly thôi, là mùi sô-cô-la đó. Anh ok chứ? Ừ, tôi không thấy thích lắm. Nè, mau ăn đi, không ăn sẽ tan hết nha. Tôi chính là không thích ăn kem ở điểm này. Nếu không ăn thì tan chảy hết, không hợp với tính cách của tôi. Vậy em ăn nha. Cô bình thường hay ăn kem dâu gói lận cả cái kia mà. Đừng có tưởng rằng chỉ có mùi sô-cô-la hết đường chọn thì ăn đỡ mùi sô-cô-la gì. Anh cần gì phải đảo một vòng to như vậy? Anh thật sự đang tức giận. Tức giận, tức giận, tức giận. Tức giận, tức giận. Yes. Đừng dịch xăm tiên sinh, chúc mừng anh đã trúng thưởng lớn. Trúng cái gì mà lớn đi? Du lịch khứ hồi cao hồn cho hai người. Qua, wow, thứ bảy này xuất phát rồi. Làm cái gì mà gấp vậy? Còn có người đẹp làm hướng dẫn du lịch, đưa anh dạo chợ đêm Cao Hùng, công viên quốc gia Khẩn Đình, cảng cá Kỳ Tân, bảo đảm anh vui quên về. Tại sao phải đi du lịch? Khen thưởng anh đó. Tôi có gì đâu mà phải khen thưởng. Khen thưởng anh dạy em làm bánh kem. Hey, đã qua lâu rồi mà. Khen thưởng anh vì sinh nhật em anh kéo nhị hồ đó. Đây chính là còn một sự việc một ngày, cũng đã qua lâu rồi. Nè, đừng có trao mày nữa. Đi du lịch là chuyện vui lòng mà. Ok ok, thật ra đều là giả. Em muốn bắt anh đi du lịch chung với em mới là thật. Nhưng mà tại sao lại phải đi Cao Hùng chứ? Anh không nhớ lần trước chúng ta đi hơi gấp lại xảy ra rất nhiều chuyện sao? Em rất muốn qua đó chơi. Để tôi suy nghĩ đã. Không cần suy nghĩ đâu. Phong cảnh đẹp nhất đang ở trước mặt của anh. Anh nhìn thấy những gì rồi? Tôi nhìn thấy mối tình thầm kín, bốn mắt chạm nhau. Em cũng vậy. Cô có đoán ra họ bắt đầu hay chưa? Cho dù chỉ là vừa bắt đầu. Họ có quan hệ gì anh có biết không? Em nhìn họ hai lần, cảm thấy họ thật là rất xứng đôi. Rất xứng tôi thì không cảm thấy. Holiday điên dạng như vậy mà tôi phải gọi bằng chị dâu thì không thể gọi ra miệng, ok? Anh lúc đó có gọi tôi gì bằng chị dâu không? Ê, đừng có lo nhiều. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cái gì cũng đừng làm. Anh biết anh của anh mà, thời cơ chưa chín mùi là anh sẽ không nói gì với chúng ta đâu. Cho nên chúng ta tiếp tục giả vờ không biết. Nhưng tôi diễn trò không có hay cho lắm. Anh cứ mặc, miễn là anh tốt, anh cũng tốt. Anh khỏi sợ sẽ giành được trước mặt ảnh lại sánh được cùng hạ thần. Nè, sao nhiệt chung quá vậy? Ăn thức anh. Liên quan gì tới anh? Hey, hả? Morning. Chờ anh xem. Wow. Ai mà giỏi quá làm đồ ăn sáng gì ta? Hey, cô. Morning. Hey, morning. Chào. Chúng tôi. Anh xem, đêm qua ngủ có ngon không? Đúng đó, cùng nhau mặc y phục tinh tinh tương ái có phải ngủ ngon không? Cái gì? Sao hả? Em về nói cái gì? Chúng tôi quan tâm anh mà. Đúng rồi, ngày mai tôi đi Tam Á. Holiday, hãy giúp tôi chăm sóc anh xem nha, có biết không? Còn Isaac? Trong tôi cổ thì được. Nè, bụng của chị đã to, phải tự chăm sóc đó. Tôi đến nơi thì có người đón tôi rồi. Tôi đáp máy bay như chuyện cơm thường ngày. Phải anh hai, áo này của anh mua ở đâu vậy? Em cũng muốn mua một cái. Đúng đó, có thứ trẻ sơ sinh mặc không? Phải. Tôi đâu có nhớ mua ở đâu, không nhớ. Các người đã hẹn nhau cùng đúng mà. Đúng phải. Sao lại cái này là ngôi sao lớn, cái kia là ngôi sao nhỏ? Anh chảy ra rồi kìa. Cái này ngôi sao lớn. Wow. Anh xem mình khẩn trương như vậy. Ăn đi. Ăn đi, không thì làm được cái gì? Đúng đó, ăn đi. Khó đúng giống như ăn ngôi sao sao? Được rồi, ăn đi mà. Coco. Trùng hợp vậy? Nhìn cái lưng quen quen tôi đoán là cô, thì ra thật là cô. Phải hả? Đang có em bé mà cô dám bay sao? Bác sĩ nói thai ổn định không có vấn đề gì. Bạn tôi cô bị về Victor đến đây dưỡng bệnh, cho nên tôi qua đây thăm họ. Còn anh không đi học sao? Trốn học hả? Đương nhiên không phải.
Tôi qua đây để tham gia tập luyện. Đội cảng có một thành viên bị thương, họ không thể tham gia thi đấu, cho nên tôi qua đây để thi đấu giùm họ. Khóa học phi hành đã cho nghỉ ngơi nên tôi mới đi luyện bơi. Ủa, vậy anh chẳng phải tập bơi lại từ đầu được không vậy? Không được cũng phải được, chỉ cần thoải mái một chút. Thoải mái một chút? Anh đã hứa với người ta thì phải có trách nhiệm. Hãy mang hết thực lực ra đi. Cười cái gì? Cô nói chuyện như là huấn luyện viên anh của tôi. Hả? Tôi mới không có hứng thú dẫn trẻ em đâu. Cái gì mà trẻ em? Từ một tay mới huấn luyện thành hoàng tử phi ngư, nhất định tốn không ít tâm huyết. Vậy mới dẫn trẻ em có gì khác biệt? Không thích hướng dẫn trẻ em sao lại mang baby? Cái này không giống. Nó là tiểu thiên sứ mang hy vọng cho người. Nó ở trong bụng tôi trưởng thành. Đây là phước phận của tôi đó. Đúng đúng đúng, cô đúng là có phước. Người đang mang bầu thì không nên xách đồ nặng mê ai. Được rồi, tôi không khách sáo. Thế nào, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Đi taxi. Ok. Cô thì không cần đưa về khách sạn hả? Không cần, taxi đưa đến trước khách sạn rồi. Anh luyện bơi lội, luyện đến khi buồn có thể qua bên khách sạn của tôi uống ly nước. Được, tạm biệt. Bye bye. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.